Minh Đường Tử Vi xin kính chào các cô chú. Chúc các cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu mệnh bích thượng thổ là người có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với họ việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ là hành động tự giác, họ vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì trong thâm tâm họ cảm thấy day dứt, luôn bị dày vò và hối hận. Hơn nữa tuổi Tân Sửu là những người rất mạnh mẽ, cứng rắn. Sự kiên cường, can đảm của họ hướng tới sự cố thủ thiên về phòng thủ để tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là những người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý các bác vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Các bác chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Vận mệnh của các bác tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Bây giờ đã bắt đầu vào vận cuối, sóng gió tạm yên, chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần các bác tuổi Tân Sửu có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống càng đi vào nề nếp. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tân âm kim gặp ất âm mộc là thất sát. Trong tháng này các gia chủ tuổi tân sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Vào tháng 6 âm lịch, các bác tuổi tân sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của các bác tuổi tân sửu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của các bác, vì vậy tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến các bác mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, các bác cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Về sự nghiệp, hầu như các bác đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như không có, những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều nữa. Đến tuổi này, việc các bác cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Không những vậy, trong năm 2021, các bác tuổi Tân Sửu nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải Thái Tuế. Người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy gia cát khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Sửu. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Sửu qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều biến động, các bác cần phải khắc phục những khó khăn và sai lầm mắc phải trong thời gian qua. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và đừng vội nản chí, rồi các bác sẽ vượt qua tất cả. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của các bác tuổi Tân Sửu, con giáp này sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên các bác có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê lạc lối bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn trở ngại cũng giảm bớt sai lầm không đáng có tuy nhiên bản mệnh cũng cần nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang tự phụ mất cảnh giác trước những tình huống xấu để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tháng Ất Mùi năm 2021, tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo cũng khiến các bác đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, các bác cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Xét về tài vận tháng 6 âm lịch này, các bác tuổi tân sửu biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dình chi tiêu. Các bác tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Có điều, phong thủy lộc tài nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình. Chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến các bác rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm, thiêu một giờ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên tâm vì các bác là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2021, còn nhiều thời gian để tăng tốc tài vận cho chính mình. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 6 âm năm tân sửu các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các bác tuổi tân sửu. Những người tuổi tân sửu sinh năm 1961 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau, Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi các bác giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc các bác đã sống với nhau trọn đời, vì vậy các bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 6 âm lịch này, gia đình các bác sẽ gặp những xích mích cái, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình thầy gia cát khuyên trong thời gian này các bác hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe bình an và trường thọ cho các bác thứ tư về mặt sức khỏe Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với các bác tuổi tân sửu. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do các bác chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Tân Sửu sinh năm 1961. Ba, ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu. Đối với người tuổi tân sửu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày.

đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tân sửu trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi tân sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc Thứ nhất là ngày âm lịch 6 tháng 6 năm 2021, tức ngày 15 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp tý, có nạp âm là hải trung kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 6 năm 2021, tức ngày 27 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính tý, có nạp âm là giản hạ thủy. Quý vị thân mến trên đây Phong thủy Lộc Tài đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Tân Sửu trong tháng 5 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất xin chào và hẹn gặp lại